5-101, sấu hủ 70-75 ngàn, chuồng bò 70-75 ngàn, ri sáo hàng đẹp còn 55-60, ri sáo mua xô 40-45 ngàn, sầu thái hàng đẹp giá 70-80 ngàn đồng, sầu thái mua xô 60-65 ngàn đồng. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp 55-60 ngàn, ri sáo mua xô 40-45 ngàn, sầu thái hàng đẹp 70-75 ngàn, sầu thái mua xô 60-65 ngàn. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp giá 55-60, ri sáo mua xô 40-45 ngàn, sầu thái hàng đẹp 70-75, sầu thái mua xô dao động từ 60-65 ngàn. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào.